Xin kính chào quý vị và các bạn. Khi ra mắt bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus, Apple đã chính thức giới thiệu đến người dùng phiên bản iOS mới nhất của họ, iOS 9. Một số tính năng và mẹo sau đây có thể sẽ hữu ích đối với những người đang sử dụng iOS 9. Tiết kiệm pin trong trường hợp khẩn cấp. Đôi khi thiết bị của bạn báo pin yếu, bạn chưa có điều kiện để sạc và đang cần dùng thiết bị để trả lời cuộc gọi hay nhắn tin. Hãy bật chế độ nguồn điện thấp ở trong mục cài đặt, chọn pin. Tìm kiếm cài đặt. Bạn không cần phải mất thời gian mò tới mò lui để tìm kiếm một mục nào đó. iOS 9 đã tích hợp sẵn tìm kiếm trong trường cài đặt để chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm hơn. Nhấn để xem trước nội dung. Trong mail bạn có thể nhấn trước để xem nội dung bên trong mail hoặc nhấn mạnh hơn để bật mở mail. Tính năng này có thể sử dụng được trong Safari, bản đồ, ảnh hoặc một số ứng dụng khác có hỗ trợ tính năng 3D Talk. Mở một tác vụ nhanh. Một số ứng dụng được hỗ trợ tính năng mở tác vụ nhanh chóng từ màn hình chính. Ví dụ, thay vì mở camera rồi mới bật tính năng khác như chụp ảnh, selfie hay quay phim, chúng ta có thể mở ngay tính năng cần thiết ở màn hình chính. Tạo ghi chú cho ứng dụng. Đôi khi trong quá trình sử dụng, bạn muốn ghi chú một điều gì đó nhưng lại không muốn thoát ứng dụng. Hãy chọn nút mũi tên lên, sau đó chọn ghi chú. Lưu trang web yêu thích vào iBook. Bạn đang lướt web và thấy một trang web có nội dung rất hay, bạn muốn giữ lại nội dung trên trang này. Hãy chọn nút mũi tên lên trên Safari và chọn lưu PDF vào iBook. Trang web đó sẽ được chuyển đổi thành file PDF và lưu vào iBook của bạn. Bây giờ bạn đã có thể thoải mái mở ra vào bất cứ lúc nào. Đính kèm file vào thư. Nếu bạn muốn gửi một hình ảnh, video hay một file nào đó đính kèm vào thư, hãy chạm hai lần trong phần nội dung của bức thư, chọn file mà bạn muốn đính kèm vào. Trên đây là một vài tính năng và mẹo có thể sẽ hữu ích đối với người dùng đang sử dụng iOS 9. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like và subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào!